Em Đào xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Em Đào chúc cô bác anh chị và tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ và gặp được nhiều điều may mắn ạ. Hiện tại em Đào và em Huệ đang có mặt tại tuyến đường đi vào nhà của anh già Mí Pó Hang Đái cô bác. Đấy, hôm trước bọn em vào đây là cũng khá lâu ấy cô bác, là chị cũng bảo là nhà không còn gì ăn nữa, ca thì đã đi làm rồi. Vừa học xong là đi thì cũng gần được 3 tuần nay rồi ấy cô bác. Thì là bây giờ ở nhà là còn hai vợ chồng anh chị với lại 3 cháu nữa. Chị cũng bảo là trên này ấy, bây giờ là đi làm ngô cũng như này ấy, là người ta cũng ít thuê để làm cái gì rồi, nên là cũng không có gì ăn. Hôm nay hai chị em lại tiếp tục là dùng tiền của anh Daniel Bùi là mua vào cho nhà chị một bao gạo là 280.000. Số tiền dư lại của anh thì lúc nữa về em Huệ sẽ ghim ở trên màn hình để cô bác và tất cả anh chị cùng nắm được ạ. Bây giờ thì hôm nay vào ấy là hai chị em cũng không mua nhiều đồ đấy, chỉ mua gạo thôi, tại vì là nhà chị là đang trong cái giai đoạn mà hết gạo ấy các bác, trong cái mùa giáp hạt là ngô thì có nơi thì là đã chín rồi ấy, nhưng mà có nơi là chưa chín. Đây ví dụ như đây là ngô ấy, là vừa ra cái màu đỏ ấy là chưa chín, nhưng mà nhà chị là đã hết gạo từ lúc Tết rồi ấy, nên là cũng không có gì ăn. Bọn em cũng là không dám mà tiêu tiền lãng phí như kiểu là mua đồ mua bánh kẹo nhiều ấy, thì là số tiền của nó sẽ ngày càng ít đi, thì bọn em cũng không dám mua nhiều ấy. Thì lần trước vào thì bọn em cũng có mua bánh với lại sữa rồi. Thế hôm nay thì hai chị em cũng chỉ mua một bao gạo thôi để vào cho gia đình là có cái ăn. Nhà anh chị cũng đông ấy, thì hôm trước vào đây thì cũng khá lâu rồi, thì bọn em cũng mua một bao gạo thì em nghĩ là bây giờ cũng không còn nhiều rồi ấy. Vác một nửa đến bên kia chị vác cho. Em Huệ là cũng vừa đi viện về ấy, nên là cũng chưa được khỏe hẳn. Cũng là được 2 tuần rồi, nhưng mà em đấy là bị đau bụng ấy các bác, là cũng là đi viện được 1 tuần. Được 1 tuần nhỉ em nhỉ? Được 1 tuần. Được 1 tuần đấy, đi mổ nội soi. Ở trên này là rất là nắng, lúc nãy thì tưởng là mưa cơ. Trời đen xì. Mà giờ thì lại nắng ấy. Đây, đến bên này để chị vác cho Huệ ơi. Em Đào là vừa dẫn vừa quay ấy, nên là em Huệ là vác. Đến đoạn bên này thì em Đào sẽ bảo em Huệ là quay để em Đào vào vác. Nắng quá, nghỉ ở góc đào này tiếp. Rất là nắng cô bác ạ. Rát hết cả hai bên tai luôn đấy nhở. Cái tai mình không có gì để che đến ấy, cái tai rát hết. Đây, cái chỗ này là thường thường là cẩn thận nhá, rơi xuống bể đấy. Chỗ này là thường thường là đến đây là sẽ nghỉ ngơi ở đây một lúc. Mát đây. Gốc cây đào. May ở cây này. Ui, con ong này. Đúng không? Con ong. Không phải. Đó. Không phải đâu. Không phải nhỉ? Không phải đâu. May gió hiu hiu lại kém ăn đi. Gió hiu hiu. Đấy, cái ơi, còn đây có con cá hay sao ấy vậy ạ? Phải không nhỉ? Nòng nọc chứ ơi. Nòng nọc à? Con ếch à? Con nòng nọc thần lắm kìa. Ôi, bay rồi. Con ếch á. Cái nước này là người ta để tắm ấy, tắm với giặt là dùng nước này luôn đấy cô bác ấy. Tại vì ở trên này là cũng không có nước. May ra là nhà của anh già Mí Pó ấy, là có một cái bể bé nhở ở trước cửa nhà, nhưng mà cũng không đủ dùng, chỉ đủ ăn uống, nhưng mà như thế cũng rất tốt rồi, tại vì là không phải dùng nước mưa. Còn những nhà khác ấy là dùng nước mưa đấy, nước uống thì lấy được không biết, nhưng mà nước này ấy, thì là các cô bác ở đây là dùng để vệ sinh hàng ngày, tắm giặt là ở đây hết. Còn uống thì em Đào nghĩ là không uống, tại vì nhìn ấy là rất là đen cái nước này ấy, đen với lại vàng khế của bác đấy, còn có cả cái con nòng nọc ở dưới này rất là nhiều, thì em đang nghĩ là chắc là ở đây cũng không uống nước này. Còn nhà nào mà sạch ấy thì chắc là cũng uống. Vâng. Tại vì là chả thấy nguồn nước nào nhở từ vâng. Bên này về ấy, không có nguồn nước nào, không có nguồn nước nào luôn, dùng để uống nước mưa. Còn là khu ở gần nhà anh Pó thì là cũng dùng chung cái bể bé đấy, mùa hè như này không mưa ấy thì là không có đâu, nó không chảy ấy. Còn là mưa thì thoải mái dùng, nó có thể tràn ra ngoài luôn ấy. Đấy, đây là phải lấy cái polo để làm cái máng ấy, dẫn nước mưa từ trên mái nhà xuống vào bể ấy các bác. Đấy. Ở trên này là rất là nghèo cái nguồn nước ấy, hiếm lắm các bác ạ, hiếm nước ấy. Nước có nhiều đá nhưng mà chả thấy có nước. Đấy, trên này ví dụ như trên này chẳng là nhìn giống như chẳng có nước cả nhờ, toàn đá, nhiều đá, như kiểu là có nguồn nước từ trong hang hay trong khe đá ấy, nhưng mà không có. Đấy.
Đây để chị vác cho. Thôi chị vác một đoạn cho. Đây được rồi. Em Huệ không cho vác. Thì bây giờ thì hai chị em nghỉ ngơi một lúc ở đây ấy, tiếp tục đi vào nhà của anh Pó. Từ đây đi vào nhà của anh Pó thì cũng gần thôi cô bác. Đây nhà anh là ở ngay bên này, chỗ trắng 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 này đây. Không biết là hôm nay là anh Pó có ở nhà không. Tuyến đường này đi vào thì xe là không đi được rồi. Chỉ đi bộ thôi. Với lại ở khu này ấy, là cũng không nhà nào có xe. Ôi Ngô ở đây thu được rồi đấy. À đây thu rồi chị ạ. Nhanh nhở? Vâng. Bên này là cái màu còn đỏ, bên này là thu được rồi ấy. Đây. Bà con ở đây biết cách bẻ ấy. Chặt đi như này đến lúc bẻ thì nhanh hơn. Cái tiến độ sẽ nhanh hơn. Đấy. Bắp rất là to. Cái này là ngô lai rồi. Chỗ này là chỉ chín mỗi chỗ này thôi sao ấy vậy ạ? Ở chỗ này thôi, quanh này thôi, đây ở bên này vẫn xanh lè này, đây. Nhà này chắc trồng trước mới thu hoạch được rồi, bẻ được rồi nhưng mà vẫn đợi tầm 1-2 tuần nữa để nó khô hẳn thì sẽ bẻ về nhà. Bẻ về đến nhà thì lại tiếp tục phơi tiếp ấy cô bác, phơi cho nó khô tiếp, xong rồi mới cho lên gác. Còn nhà nào ít thì để luôn ở dưới đất ăn luôn ấy, để lên gác làm gì nữa. Đây, hiện tại thì em Đào và em Huệ đã gần đến á. Trước cửa nhà của anh Pó rồi. Ngô ở dưới này là cũng gần thu được rồi, lá vàng vàng rồi ấy. Đấy, chắc là bà con ở trên này cũng đang rất là mong ngóng để cái ngô, cây ngô ấy là nhanh hơn, nó chín nhanh hơn ấy, khô nhanh hơn để khô nhanh để các cô chú ở đây, mọi người dân ở trên này là có thể thu ngô để ăn. Đấy, trên này là rất nhiều nhà là đã hết ngô từ trước Tết rồi đấy cô bác. Đây, trước cửa nhà anh là cũng rất là mát, có cái cây to ấy. Đấy, cái bể nước, có cái bể ở đây, nhà anh chỉ có nhà anh Pó có thôi. Cái bể rất là bé nhưng mà nước nhà anh là nước sạch, không phải nước mưa ấy. Chỗ này rất là mát. Em Huệ đi đâu rồi? Đây. Cởi áo ra được rồi. Đấy, chào anh Pó nhá. Nhau chị ít quá. Nhau chị. Đấy là ở nhà. Con dai út đấy. Tua. Chưa đúng. Cháu này không theo. Trước là theo đấy. Lúc nào thấy là về đến bên đường bên này của bác là cũng bảo mẹ bảo bố bảo ô hai cô lại về rồi. Đấy rất là biết đấy, con bé nhưng mà biết. Đây. Hôm nay bọn em vào đây là mua cho anh một bao gạo nhé, tiền của anh Daniel Bùi. Tại vì hôm trước em vào đây là hôm trước em vào đây là chị vợ của anh ấy là bảo là nhà là hết gạo ăn rồi, không có gì ăn. Hôm nay bọn em cũng tiếp tục vào thăm anh là mua một bao gạo. Ô lò ni nó ni bếp lò mà ruột lò pua chị ít bó su nhá. Ít bó su từ giờ Daniel Bùi. Từ giờ mua lò pua ít bó su nhá. Đấy, tiền nhà anh thì vẫn còn nhưng mà bọn em để lần sau bọn em vào ấy bọn em sẽ mua gạo vào cho nhà anh. Tại vì nhà anh cũng đi chợ ấy thì là phải đi qua dưới này ấy cô bác, là đi rất là xa. Nếu mà đưa hết tiền cho anh chị thì là sợ anh chị là tiêu không đúng cách, với lại là không mua gạo mà tiêu vào cái gì đấy ấy. Nhưng thì là sẽ không có, lần sau bọn em vào ấy thì sẽ không còn tiền để mua gạo cho anh chị nữa, nên là bọn em cũng giữ lại cái số tiền của anh Daniel Bùi. Lần nào vào thì bọn em sẽ mua ít gạo và ít quà vào cho các cháu. Đấy, cái này là tiền của các cô các bác gửi thôi, nhưng mà nếu mà đưa hết cho gia đình một lần ấy thì là lần sau sẽ không còn nữa, thì em nào cũng sẽ không được vào đây để quay và chia sẻ cho cô bác được biết ấy, nên là bọn em sẽ cầm lại đấy. Để bọn em lần nào vào là cũng sẽ mua một bao gạo hoặc là một ít đồ khác vào. Đấy. Rồi thế hôm trước bọn em mua vào là hết rồi à? Po thỏ bê rồi lò tà á? À? Po su nông bê rồi lò tà á? Tà rồi, nó một tà rồi. Tà rồi. Tà á? Cái bao gạo hôm trước mình mua vào là cũng hết rồi ấy. Đấy. Tại vì là nhà cũng nhiều các cháu ấy, các cháu cũng đông nên là ăn là cũng hết nhanh ấy cô bác. Đấy. Bây giờ là mèn mén không còn nữa rồi, thì là bữa nào cũng nấu cơm ăn ấy. Nếu mà còn mèn mén thì có thể bữa này ăn cơm, bữa sau ăn mèn mén, thay đổi món ăn ấy thì sẽ tiết kiệm được lâu hơn. Nhưng mà hết rồi ấy, thì là bữa nào cũng nấu cơm thì sẽ nhanh thôi. Tại vì bao gạo này là cũng 20 cân ấy các bác. Đây, bao gạo 20 cân thì là cả nhà ăn ấy thì là cũng không được bao lâu lắm. Đấy, cũng không được bao nhiêu ấy.
Ý, còn lại bao hôm trước em Đào và em Huệ vào đây thì chắc cũng được hơn một tuần rồi ấy. Cái gì ấy, em? Một tí văn mén à? Mà mông đi du học tứ tua. Ừ, mà từ từ giúp bố. Mà mày thế là ủa có thể là không mềm mềm tiêu không mềm 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 đâu. À, đây là đi chọn cái bắp ngô nào chín như ở bên kia sao ấy, là làm được một ít mềm mén. Đây. Ngô ở trước cửa nhà anh, cái này vẫn là ngô của nhà anh này, nhưng mà chưa chín đấy cô bác. Còn là bên kia là đã vàng rồi, như cô bác thấy là bên này là đã vàng, chuẩn bị là thu hoạch được. Còn bên này thì là chưa chín, đấy, giờ này lấy lên nướng là chưa chín đâu ấy cô bác, còn rất là bé đây. Em Đào người ở vùng cao ấy là em Đào nhìn là em Đào biết là chín hay chưa, nhưng mà chưa chín, nhìn nó cũng cái màu đen đen đấy, nhưng mà giờ mình bóc cái vỏ của nó ra thì cái hạt của nó cũng còn rất là bé. Đây, như ở trên này chẳng hạn, cái màu còn là đỏ chót đây, là chưa có hạt. Cái cây này rất là cao. Trên này là toàn núi đá ấy. Bà con làm nương là cũng khổ ấy các bác. Lại còn thu hoạch ấy, thì là cũng không được bao nhiêu lắm, tại vì là đá nhiều ấy, không làm được hết. Đấy, nếu như mà ở đây là toàn đất luôn ấy, thì là trồng thì chắc chắn được nhiều hơn rồi. Đấy. Còn là đá thì mình không trồng vào được ấy. Đấy, nhà của anh Pó ấy, trồng lên đá luôn ấy các bác. Trồng lên cái mỏm đá luôn, cái cây ngô ấy. Đây. Cái mỏm đá to thì cũng trồng lên bên trên luôn. Ủa chị? Hòn dê. Anh ca đâu? Anh ca về chưa? Ca mà? Ca mũ hòn lừ chỉ tớ tua. Anh ca là đã đi làm, chưa về. Thế là chị đi đâu rồi anh? Tụi bọn niên ý? Tụi bọn niên giao phải được một dưa xanh cho tôi. Một dưa xanh á? Ủa chào một dưa xanh? Mình nhớ nó còn dưa vậy ạ. Một bà thì một bà bên nông cho tôi. Một bà? Mình chặt tên cái lỗ. Căn tù thế lỗ? Mình chặt tên lỗ. À mình chặt lỗ căn tù lỗ á? Mình chặt lỗ. Chị cư bà, chị cư mà. Chị cư. Để cô nói chuyện với bố một lúc xem nào. Con mì tú, thằng lù mềm mềm mà. Đấy để cô nói chuyện với bố một lúc xem nào. Đấy em cũng vào đến đây là không thấy chị. Em tưởng chị đi chăn dê rồi. Nửa mùa chứ xanh á. Anh bảo là chị đi bệnh viện đấy cô bác. Thì em cũng có hỏi là thế là sao đi bệnh viện. Thì anh bảo là dế. Tù dế nhá. Tù dế này mà ngon. Tù bắt niềm mùa bao dĩ kho tua. Bấy khoản dô tua no. Thế bắt niềm mùa lọ. Dạ, bắt niềm mùa. Bắt niềm mùa dò. Bao tội kho chưa tua. Dạ. Anh có bảo là vợ của anh ấy là đi làm nương là đổi được một ít cái bánh ngô ấy các bác, là dùng từ ngô xong dùng cái ngô non ấy, như kiểu là chuẩn bị chín chín rồi là cũng còn đất non ấy, là sát ra xong rồi làm cái bánh ngô. Không biết ở dưới kia thì chắc là cô bác không biết đâu, nhưng mà ở trên này ấy, thường thường là người ta rất là hay làm cái bánh ngô, ngô chín cái là người ta lấy đi sát xong rồi thành cái bột mịn ấy, làm cái bánh xong rồi hấp lên, cái bánh đấy thì ăn rất là dễ bị ngộ độc ấy, nên là dế hiện tại là đang đi viện. Đấy, anh bảo là chị đi làm là đổi được một ít bánh đấy về. Bánh bây giờ mùa hè như này cái bánh kia thì chắc là làm xong ăn luôn, còn để được ngày hôm sau một ngày nữa thì nó sẽ bị chua. Còn chị đi làm cả ngày xong rồi chị đổi về cho dế, là dế ăn trước, là cả nhà bảo là để ăn tối, nhưng mà dế mậu chào tù dế ít tù mạ thôi ní. Một ba thế này một tổ trồng thôi, mò mò á. Mò mò á? Ừ. Được to lắm. To. Anh bảo là ngoài ra là còn bị ngã nữa, cháu dế ấy, là đi chăn dê là cũng bị ngã, xong rồi về là ăn cái bánh ngô ấy, là chị đi đổi về là ăn, cả nhà bảo để ăn tối, nhưng mà dế là đi chăn dê về là ăn trước cái bánh ngô đấy, là cũng ăn xong ấy là đau bụng với lại nôn, thì em Đào nghĩ là chắc là bị ngộ độc rồi, nên là cả nhà ấy là cũng không dám ăn nữa mà mang vứt đi, tại vì là nước câu rồi á. Hả? Hay lu chua nước câu ở thêm móp bé à? Câu mà. Câu hả? Đấy, anh bảo là lấy về lúc đấy về ăn thì cũng hơi chua rồi ấy, nhưng mà không có gì ăn thì cả nhà ăn dế ăn tạm vào trước ấy, đi chăn dê về chắc là cũng đói nên là ăn trước, thì là ăn xong thì dế cũng bị đau bụng, là chị là cũng đưa đi viện rồi. Đấy, hiện tại là ở nhà là còn anh, thế là bây giờ ca cũng đi làm rồi ấy, ở nhà chỉ còn anh, thì là ai đi, tay tay của anh cũng đau như thế thì ai đi cắt cỏ cho dế, ai đi chăn dê.
tu tu mu sua tu a si u mu sua tu chi ne ya tu phải giao bút tu chi om o lẻ đấy anh cũng tự đi chăn và tự đi lấy lấy cỏ ấy, còn là cháu này thì là trông hai anh em tự ở nhà đấy. Anh ở nhà ấy là đóng cái cửa này vào nhá, anh mà đi lấy cỏ ấy đóng cái cửa này vào, không cháu nhỏ này lại lao xuống dưới này ấy. Đây từ đây xuống dưới này là cũng khá là cao ấy. Đấy, anh bó là bị rơi ở đây mấy cái tay ấy, nên là đi làm ấy thì là đóng cửa ở ngoài này vào, đừng sợ các cháu chơi ấy, chạy nhảy lại rơi xuống dưới này là lại không rơi xuống, chắc không đau nhiều thì chắc chắn cũng đau ít rồi ấy cô bác. Ôm mù mà đúng rồi, cao ấy. Anh đi chăn dê thì anh đóng cái cửa này vào nhá. Ôm một cái xì mà o cờ lúc có trông đi nhá. Đấy chị, anh bảo là chị đi viện nữa ấy, em ạ. Mà em ra ngoài kia em nghe tiếng ấy, nhưng mà kiểu như không biết tiếng. Bảo là mấy ngày rồi chị? Đi được 3 ngày rồi, anh bảo là chắc chiều nay hoặc là mai về ấy. Do chị gió? Ô hai tia tê dòng món ý theo căn tú tuổi á? Ít chặt tuổi. Ít chặt tuổi á? Anh bảo là có khi chiều nay về rồi. Thì cũng đi được 3 ngày rồi ấy. Bảo là ăn cái bánh bánh ngô ấy. Chị đi làm về, xong rồi đổi được mấy cái bánh ngô về là lúc ăn cũng hơi chua rồi. Nhưng mà cả nhà là chưa kịp ăn, bảo để ăn tối, tối mới ăn ấy. Nhưng mà dế là đi chăn dê về trước là ăn trước ấy. Nên là bị đau bụng nôn, xong rồi cũng đưa ra viện luôn ấy. Nãy em còn la mình bảo là lúc nữa hai chị em mình vào viện, nhưng mà anh bảo chiều ra thì hôm nay mình chẳng mua rau canh gì, mua mỗi bao gạo. Hay là mình trích một ít tiền của anh Daniel Bùi để đưa cho anh nhỉ? Trích một ít tiền? Vâng. Thế là ở đây còn bao nhiêu em? Ừ, hôm nay mình bao gạo của anh Daniel là hết 280 thì là... Thế mình trích ra 220 đi. Đưa cho anh 220 để tối nay... Là chi đi cả ngày. Hôm nay chi đi của anh Daniel Bùi là 500 chị ạ. 500 tròn à? Vâng. Được rồi, thì em trích cho anh một ít đi. Xong rồi để... Nhưng hôm nay vào đây là hai chị em cũng không biết đấy, tưởng là chị đi chăn dê, bình thường là dế cũng đi chăn dê ấy, còn ca là không ở nhà rồi. Đấy thì là cũng không biết được là có cái chuyện như thế, nên là cũng mua được cả một bao gạo vào thôi. Thì em Huệ cũng bảo là như thế thì trích một ít tiền để cho đưa cho anh một ít tiền mặt để tối về thì cả nhà có thể là tự đi mua. Nhưng ở đây thì đi mua gì được nhỉ, chắc mua gà thôi nhỉ? Mua gà về thôi, vì tại bây giờ ở đây mình cũng không biết đấy, nhưng mà... Mình cứ trích ra chị ạ, trích ra để tối nay về còn có cái... Anh bảo là có khi chiều chị về, nếu không hai chị em vào trong viện một lúc nhỉ? Vâng, đưa cho anh 220 cho chị. Chị bảo anh của em ấy. 220. Nông ni mà bế dù ít bó xú tùa, mà bế chỉ bó, bế chỉ bó xú tùa mà bế xỉ, ủ dù chí bùa mà ní dù bú ó mà tà nhiê nhá. Bó xú ni mà ó bù gì này, khi còn ní ó bù ó mà tà chí bùa, ở nông ni mà dù mù chí bùa nhá. Để anh cất đi, ó dù cho chị mà. Đây anh mà rút tổ thống mệt cây khô chí khô chá. Đây hôm nay bọn em vào đây là cũng không biết là dế là bị ngộ độc bánh là đi viện, là cũng không biết đây. Thì là bọn em cũng có buồn bao gạo. Rất xanh á. Rất xanh mẹ mà là kế thật kế số số. Còn là cái tiền này thì đưa cho anh để tối anh... Đây anh cất đi, ô rồi cho chê mà. Để anh là tối chị về là anh có thể là tự đi mua cái gì để bồi bổ với chị, với cả nhà ấy là bồi bổ. Tại vì là cháu dế là cũng vừa đi nằm viện ấy, là không biết là chiều nay hay sáng mai về. Hai chị em đang bảo là lúc nữa vào trong viện để thăm cháu ấy. Nhưng mà anh bảo là chiều về rồi. Đấy thế nên là cũng đưa cho anh một ít tiền mặt. Đấy, khổ thân nhỉ? Đấy, nhà đã khó khăn rồi còn đi viện. Ca lại còn đi làm nữa chứ. Đúng rồi, ca đi làm là chưa về. Đấy, đi làm... Không biết là có làm được không, tại vì là cũng không có điện thoại để liên lạc về ấy. Đấy, cũng không biết là đi làm về, đi làm có làm được việc không hay là như nào đấy. Nhưng mà từ lúc trước vào là chị bảo đi được 2 tuần, thì đến giờ là cũng hơn 3 tuần nhỉ, được gần tháng mà. Được gần 1 tháng đấy. Rồi chị ạ. Đấy, là đi làm, khổ thân. Cái tay của anh thì lúc nào cũng đau rồi. Lúc nào đau là, đấy, bây giờ lại còn một mình ở nhà, tự đi cắt cỏ nữa. Chắc anh cũng cắt cái ngô ở gần này này. Vâng. Đấy cắt ra xong rồi chắc là cũng không buộc được đâu, tại vì cái tay như thế. Đau tay. Này, nhà đã khó khăn rồi lại còn hôm nay vào ấy lại nghe thêm cái tin như thế cũng rất là buồn, nhưng mà cũng không biết làm như thế nào luôn ấy, tại vì là anh bảo là chị đi làm đổi được ít bánh ấy, tại vì đi làm từ sáng rồi, người ta sẽ đưa cho từ sáng rồi ấy, là trưa hay gần chiều mình về là cái bánh đấy là nắng quá, phơi nắng ấy. Có thể là nó đã bị chua đi. Đấy. Ở trên vùng cao đến mùa hè rất là nhiều cái vụ mà bị ngộ độc ấy các bác, ngộ độc bánh trôi này, ngộ độc cái bánh ngô ấy,
cũng không biết như nào nhưng mà bà con trên đấy chua rồi cũng không vứt đi mà vẫn ăn ấy, nên là bị ngộ độc rất là nhiều. Mùa hè năm nào, năm trước hay năm trước đấy nữa ấy, cả cái viện Mèo Vạc ấy rất là nhiều người luôn. Nhiều người bị ngộ độc bánh ngô. Lần sau ấy là cái bánh kia ấy, nếu mà chị đi làm có đổi được về thì chua rồi thì cả nhà đừng có ăn nhé. Rồi hay tiệc cấu lời mà nè thoát nọ lời rau nè. Rồi cấu lời mà thoát nọ nhé. Đấy chua rồi thì vứt đi không ăn nữa anh ạ. Tại vì là em biết là chị đi làm cả ngày thì đổi được mấy cái bánh thôi thì cũng về để cho cả nhà ăn ấy. Nhưng mà chua rồi thì mình cố ăn vào ấy thì là nó bị ngộ độc, bị nôn, đau bụng này. Có người còn bị nôn nhiều quá ấy, là bị co giật đấy. Thoát nọ nhé lời rau nè. Đấy may mà cả nhà là chưa ăn. Đấy ca là dế là ăn trước là thấy đau bụng với nôn ấy là cả nhà cũng không dám ăn nữa. Đấy nếu mà cả nhà ăn cả nhà đi viện hết chẳng khổ à nhờ. Đấy còn không ai ở nhà chăn ba con dê nữa. Với lại đây còn các cháu nhỏ này, nếu mà bị hết đây thì chẳng khổ lắm à. Đấy thế là chị già với lại dế là nhà không có xe thì đi ra viện kiểu gì? Mù không chỉ một xe mà lơ mù đi chả? Chỉ một xe thì mù không tức là ba thôn. Hầu nia. Anh bảo là đi ở đây thì cũng không nhà nào có xe ấy của bác. Thì anh chị phải chạy sang dưới này là cái thôn ở bên dưới ấy. Thôn này là đây là gần trường học, gần đường to luôn. Đấy đường to là ở trên này rồi. Thì là chị cũng xuống tận dưới này để nhờ. May mà cũng ở dưới này ấy, là người ta cũng đi. Thế là anh em à hay là thuê à anh Pó? Cứ tỷ à? Cứ tỷ. Lớp 3 à? Anh em, đấy ở dưới này là nhà chị cũng có anh em ấy là chạy xuống đấy để nhờ anh ở dưới này ấy là đưa cả hai mẹ con ra viện. Đấy. Nhìn anh bây giờ là ở nhà một mình ấy rất là buồn. Bình thường vào là cả nhà ấy là dế, giờ này đang đi chăn dế ấy nhỉ? Vâng. Đấy, bình thường vào ấy nhưng mà hôm nay cả dế cả chị là không ở nhà, còn lại ở nhà với anh ấy là còn hai cháu nhỏ. Anh ca thì đi làm rồi. Hai đứa thì không biết gì rồi. Còn nhỏ lắm. Anh thì lo lắm. Anh thì chỉ có một tay nữa ấy. Làm cái gì cũng khó. Nấu cơm ăn còn khó ấy nhỉ. Nấu mèn mén thì không nấu được. Mà nấu cơm thì... Thế anh như thế anh còn nấu tự nấu cơm được không? Ô bụi uống mò tàu. Mò uống tàu không mà uống lúc cảnh tàu. Uống lúc cảnh tàu á? Nên chứ. Mò nó mới không mèn mén. Anh bảo là nấu cơm thì anh nấu được. Còn làm mèn mén thì không làm được. Còn nấu mà mò. Chín rồi á, anh bảo nấu cơm cho mình ăn đấy. Thôi, bọn em hôm nay vào đây cũng không biết tin, không biết đấy, là bọn em cũng bảo vào thăm. Tại vì hôm trước mà anh bảo là chị bảo là nhà không còn gạo ăn nữa. Cho nên là bọn em hôm nay mới vào đây tiếp đấy. Tại vì là nhà không có gạo ăn nên là chị mới đi làm để đổi lấy cái bánh ngô ấy cô bác đấy. Không ngờ là đi làm cả ngày đổi được cái bánh ngô về. Nhưng mà con ấy ăn xong lại bị ngộ độc bánh ngô. Nhưng mà lúc mà người ta đưa cho thì chắc là người ta cũng vừa mới làm hoặc là làm từ tối hôm trước rồi nhờ. Xong hôm sau mới mang đi cho ấy. Thì là để lâu ấy, để một ngày cơ mà. Xong rồi chiều về ấy, phơi nắng nữa, xong rồi chua. Cái này thì mình sắt ra cái bột ấy, nó rất là mịn. Thì lúc làm cái bánh ấy, nó chua rất là nhanh. Đấy, em Đào cũng đã từng được ăn. Ở nhà em Đào cũng có trồng ngô ấy. Thì là đến mùa hè như này thì mẹ em Đào cũng hay làm cái bánh ngô đấy để cho cả nhà ăn. Nhưng mà bọn em thì làm ít để ăn đúng một hôm thôi. Còn hôm sau thì bọn em không dám làm nhiều ấy. Tại vì là biết là ăn chua vào ấy thì sẽ bị ngộ độc nhiều vụ như thế rồi. Nên là cũng làm ít để đủ ăn thôi. Đấy, còn bà con trên này á mà làm phải đi lấy 3-4 quẻ tấu. Cái quẻ tấu to này ấy các bác. Đấy, mỗi lần đi bẻ về để làm ấy là phải 3-4 quẻ tấu. Có nhà mà ngô ít ấy là làm một lần cái bánh đấy xong là cũng hết ngô để ăn luôn. Thế là cái lúc mà ca ăn xong ấy là nôn à? Nôn hay là đau bụng? Cả nôn cả đau bụng đấy không? Này anh bảo là nôn với đau bụng ấy. Nếu nó tà nếu mót cá thêm tua. Thế là cả nhà có đưa chị ấy là có đưa ra viện luôn không hay là như nào? Được sao một chiếc xinh kìa thiên hay uống đi chắn ý? Sao một chiếc xinh kìa? Chỉ do u hay tiền thòng đường tuân tua mà nè cắt sao một kia là rồi nè hay chảnh nhau chứ sao một cái chuột bú là sao một năm cái chuột bú là bên hay nứ nó lú chua nè bên nông dân thì giống gì anh cũng bảo là không có điện thoại liên lạc hai ba hôm đi được hai ba hôm chắc là cũng đỡ rồi đấy. Nhưng anh bảo là chắc chiều nay về, không biết là đã về chưa. Hai chị em cũng định vào thăm ấy. Nhưng mà bây giờ thì anh cũng bảo là chiều về. Sợ đến lúc mình vào trong viện ấy là không thấy ở đâu nhỉ. Nhưng mà anh bảo là chiều về rồi, không biết là anh hỏi ai. Sao anh biết là chiều nay chị về? Ủa cháu bao nung ni tù bao nhiêu lo? Thôi nhiêu. Ồ hay mùi cho xanh, ồ hay nung ni lo mà.
mấy chàng tiết lộ ý chàng nó anh bảo chiều về ấy, thế là chắc là anh dưới này đi đón hay như nào đấy. Đấy. Không biết là ở dưới này của anh em mà. Đúng rồi. Hôm trước là anh dưới này đưa đi mà. Vâng. Đấy cũng rất là may. Vì nếu mà cả nhà cùng ăn luôn để buổi tối ấy, thì là giờ cả nhà đi viện hết rồi ấy. Đấy. Một mình dế ăn. Bảo là ăn xong lúc nôn kia còn tự đi tìm thuốc để cho ăn uống vào ấy. Xem là có đỡ hay không. Nhưng mà uống vào thì vẫn còn nôn. Với lại đau bụng ấy. Càng lúc càng nôn nhiều. Đấy, nôn nôn lâu về thì chẳng có gì để nôn ra nữa. Xong rồi mới đi viện. Cái này là phải đi viện thôi nhỉ? Mà đi viện chắc là người ta rửa ruột đấy nhỉ? Đúng rồi. Năm trước ở trên này là tràn lan luôn. Cả cái viện Mèo Vạc ấy. Đấy, rất là nhiều. Cái toàn bệnh nhân ngộ độc bánh. Có người còn mất mạng mà. Đấy, không chịu, không đưa ra viện ấy. Cái bánh ngô này rất là độc thật mà. Làm xong nếu mà bị mốc lên một tí ấy. Mà mình ăn vào là có thể bị mất mạng đấy. Anh bảo là trước anh không, cái tay của anh đau như này là do trước anh ngã ở dưới này. Nhấp cú hâu á? Không, cú hâu á? Không. Đây, không đi nữa anh ạ, tí anh lại ngã thêm một cái nữa thì. Tú hâu đu hâu á? À, ở dưới có bác, đây cái cây đen đen ở mỏm đá cao cao dưới này, anh bảo anh rơi ở kia. Đấy, trước đây em đào hỏi thì là, không em không biết là em hỏi ai nhưng mà em không nhớ nữa. Nhưng mà bảo là anh ngã trước cửa, nãy em cũng vừa nói là anh ngã ở đấy ấy. Trường dê. Rồi em nhìn thấy rồi. Em tưởng anh ngã trước cửa. Ô sa đi ở to kho có chồng ní. Anh bảo là còn may mắn rất là nhiều, nếu không thì bây giờ là không được gặp các em rồi. Thế anh làm gì ở đấy mà bị ngã? Ồ ủa chị. Tôi mới nhiều một lúc trả giấy là. Tôi mới nhiều á? Nè tôi mới nhiều là một lúc trả giấy mà tôi mới sửa làm tò mò. Tò mò á? Say rượu à mà ngã được? Cầu chơi á? Bảo là tu cá lô tu dế tu mè à, bảo cháu nhỏ kia lúc trước là ở dưới này cũng có một cái hang ấy, là cháu xuống chơi dưới này thì là anh xuống xem cháu ấy, thì là anh không may là trong người cũng uống một hai ly rượu rồi là bị ngã luôn. Xong rồi cái tay của anh là bị như thế luôn ấy, tại vì là gia đình cũng hoàn cảnh, nếu mà lúc đấy vừa bị ngã xong là đưa ra viện hoặc là chữa kịp thời ấy cô bác, là bây giờ là tay của anh là sẽ bình thường, tuy là không vác được đồ nặng nhưng mà sẽ không bị liệt như thế đấy. Nhưng mà anh là không đi viện, chỉ ở nhà bó cái thuốc tự tìm ấy, cho nên là bây giờ tay của anh đã bị liệt một bên đấy, đằng sau bên vai ấy là đã bị lõm xuống một đựng được hẳn một bát nước ấy cô bác, đấy, đã bị liệt, lúc nào cũng đeo một cái dây như thế. Đấy, cái chuồng dê tu si cho mùa, cho mũi trả thêm một chua. Anh ở con dê thì anh cũng thả đi rồi, thả đi gần bên đường. Lúc nãy em đào cũng thấy mấy con dê ở ngoài đường to, nhưng mà cũng không biết là của nhà anh. Anh bảo thả đi rồi, lúc nữa chiều mới đi đuổi về. Không sợ nó ăn ngô à? Ít chả đứa nó bóc cứ ra ní. Chị thấy á? Chị mù. Anh bảo là anh dẫn em đào đi xuống dưới gốc cây to to dưới kia để xem cái chỗ anh ngã. Nhưng mà thôi, không xuống nữa, ở đây được rồi. Rất là nắng. Anh lo che. Con dê thì anh thả đi rồi. Tu si. Anh bảo là cũng rất là buồn. Nhưng mà còn rất là may mắn. Tại vì là còn bây giờ còn ở đây. Nếu mà cái vực đấy thì cũng tới núi cao ấy. Nếu mà không không may mắn thì hôm nay mấy không gặp được hai chị em và tất cả, và không nhận được các, không tận tay nhận được các phần quà của cô bác ấy. Anh cũng bảo như thế ấy, cô bác. Ngủ rồi à? Trời mệt tự biết ngủ luôn. Thương nhỉ. Ngủ với bố. Vừa giật mình thì là cháu này thanh niên này bám mẹ lắm. Vâng. Đấy, lúc nào ở nhà với mẹ, mẹ cũng bế. Lúc nào cũng thấy bế luôn nhỉ. Đấy em không biết là ngủ ấy, chẳng là chơi ở đây thế là thấy nó giật mình. Nó tự lên giường ngủ á? Vâng. Lên giường ngủ mà. Ngoan nhỉ. Nó khóc ấy, thế thôi em đi vào. Ngủ. Được. Nó khóc ấy, thế là em vào. Thế thì hôm nay bọn em vào đây ấy là cũng mang được bao gạo của anh vào, anh Daniel Bùi vào trao cho anh. Thì là còn một ít tiền ấy, thì là bọn em cũng đưa cho anh để tròn 500.000 của tiền của anh Daniel Bùi. Tại vì hôm nay bọn em cũng mua được một bao gạo thôi, không mua được cái gì khác. Thì tiền đấy thì dế về với chị về thì là anh có thể là đi mua một ít thức ăn về để gia đình cùng ăn nhá. Có nhiều bộ tạo dùa vũ mà thảo tư dế là lò mà o dùa ít không cay nó no nhá. Dùm, khó luôn. Đấy anh bảo là để lấy một bộ quần áo cho cháu dế,
Đấy, còn thừa lại thì sẽ buông một ít thức ăn để cho cả nhà cùng ăn. Thế thôi nhé, em xin phép đi về. Đấy, em cũng bảo là đi thăm cháu dế một lúc ở trong viện để cho cô bác cùng biết cái tình hình hiện tại ấy. Nhưng mà anh bảo là đi 2-3 hôm chắc cũng đỡ rồi. Mù che á. Nho. Đấy. Đây. Anh đi. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến anh Daniel Bùi ấy, cảm ơn bằng tiếng dân tộc ấy anh ạ. Một lần nữa em Đào cũng xin phép thay mặt gia đình anh già Mì Pó là gửi lời cảm ơn đến anh Daniel Bùi rất là nhiều. Cảm ơn anh đã luôn gửi gắm yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn trên Hà Giang để bọn em còn tận tay mang lại phần quà của anh ấy, trao tận tay cho những bà con nghèo ở trên này. Em cũng không biết nói gì hơn. Em chúc anh và gia đình ấy là luôn luôn thật nhiều sức khỏe và tất cả các cô bác ấy là cảm ơn các cô bác rất là nhiều. Đấy, trong thời gian qua ấy là đã luôn luôn đồng hành cùng kênh của chúng em. Còn bây giờ ấy, em Đào cũng xin phép kết thúc video để còn đi hoàn cảnh khác. Em Đào hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những video tiếp theo ạ. Xin chào.